Thưa quý khán giả, ngày hôm nay thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ xuất hiện mưa dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Do đó, nhiệt độ cao nhất tại khu vực này giảm xuống ngưỡng từ 28 đến 31 độ. Hiện mực nước tại các sông, suối, hồ đập trên địa bàn đang tiếp tục dâng cao, gây ra nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Người dân cần chủ động đề phòng, không ngủ tại lán nương, đánh bắt cá, vớt củi, bơi lội hoặc đi qua các sông, suối, hồ đập khi có mưa to. Trong khi đó, các tỉnh ven biển Trung Bộ có thời tiết phổ biến là ban ngày có nắng, có mưa dông rải rác về chiều tối. Nhiệt độ trưa chiều nay dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Chuyển sang khu vực Nam Bộ. Ban ngày mưa gián đoạn và trời có nắng, chiều tối có mưa dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận duy trì ở mức từ 29 đến 32 độ. Trên biển, quần đảo Hoàng Sa trời nắng ráo, gió nhẹ, còn quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác kèm theo lốc xoáy và gió rất mạnh. Tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho một số tỉnh thành trên cả nước trong ngày hôm nay.